Tôi không cho ông kiểm tra đấy, ông là cái gì? Tôi nghĩ là công an là tôi sợ à? Hả? Cái gì? Cháu mới thuê. Cháu mới thuê. Dạ? Cháu không mang thì giờ phải làm sao? Không mang à? Thuê thì lấy đâu ra người nhà ông này? Ông bị ngu à? Chống đối cái gì? Bây giờ tôi lên đây tôi thuê nhà, tôi đi ở riêng. Gọi bố mẹ ra kiểu gì hả ông? Cái gì? Yêu cầu anh cho kiểm tra đi thờ. Tôi nói ông ngu ấy nhở? Không đội mũ bảo hiểm, xe không gắn biển số, thanh niên này bị lực lượng chức năng dừng phương tiện kiểm tra. Cậu không xuất trình được giấy tờ mà còn chửi bới xúc phạm công an. Đoạn phim này đang gây xôn xao dư luận những ngày qua. Chiều ngày 7 tháng 8 năm 2021, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội cho biết vụ việc xảy ra tại khu vực ngõ 42 Triều Khúc thuộc địa bàn phường này. Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 6 tháng 8, thanh niên này chở theo bạn gái bằng xe máy không gắn biển số, cả hai không đội mũ bảo hiểm. Đến khu vực ngõ 42 Triều Khúc thì bị lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Không trình được giấy tờ, thanh niên còn nổi nóng, cãi nhau với công an và cán bộ trực chốt. Do nhiều đoạn hội thoại của thanh niên không phù hợp nên chúng tôi không tiện đưa vào bản tin này. Tôi nhà trong này, tôi đi ra mua đồ ăn không nghe bây giờ. Ông tôi làm công an, tôi ra ngoài, ông chết đói à? Ông nói chết ngu ấy. Để ở nhà bây giờ thích tôi về lấy giấy tờ đi lại cho ông luôn. Tôi làm nghề nghiệp tự do. Tôi ở nhà hôm nay tôi mới ra ngoài mua đồ ăn hết đồ ăn đúng không ạ? Mà vợ tôi nó quên. Bây giờ tôi về tôi lấy cho ông. Giấy tờ đi chợ này không có giờ nào đi chợ giờ này. Nhưng mà chú ơi buổi trưa có hết đồ ăn thì phải làm sao hả? Quân thế thì cháu bảo chú đấy. Thế đi cháu bảo chú là chú chết đói đi. Giấy tờ đi chợ buổi sáng và buổi chiều. Bây giờ sáng không ai dậy thì đi kiểu gì? Mình phải chủ động thời gian giãn cách nhá. Sau vài phút lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ, thanh niên còn định vứt xe lại bỏ đi, nhưng lực lượng chức năng đã kiên quyết đưa về trụ sở xử lý. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định thanh niên này sinh năm 2003 nhưng chưa đủ 18 tuổi. Anh ta thuê trọ tại đường Triều Khúc cũng thuộc địa bàn phường. Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân Nam đã ra quyết định xử phạt hành chính 2,25 triệu đồng về hành vi ra đường không có lý do cần thiết và xúc phạm lăng mạ danh dự nhân phẩm người thi hành công vụ. Mức phạt đã được giảm 50% vì thanh niên này chưa đủ 18 tuổi. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân Nam cho biết, ngoài hai lỗi kể trên, lực lượng công an đang lập biên bản xử phạt hành chính thanh niên về lỗi không đội mũ bảo hiểm.